con trai lên tiếng thì bảo là gió lớn quá không nghe thấy. Khi này có tiếng chuông cửa vang lên, Hoắc Yểu cho rằng là đồ ăn ba đặt đã giao tới liền chạy ra mở cửa. Phía ngoài là một người đàn ông mặc vest đen có bộ mặt nguy hiểm, hai tay dâng hộp đồ ăn chúc tiểu thư ngon miệng. Hoắc Yểu không ngờ shipper bây giờ lại cao cấp như vậy. Trong lúc dọn cơm, Hoắc Yểu hỏi anh Tư có phải làm diễn viên không. Nghe Hoắc Tường nói mình là ca sĩ, Yểu Yểu còn cho rằng là anh trai là ca sĩ vô danh chưa có tác phẩm album nên mới không kiếm ra tên tuổi. Ăn cơm xong, Hoắc Yểu lại định vào bếp rửa chén. Hoắc Tường không muốn bị gắn mắt là vô dụng để em gái chăm sóc, liền dành việc rửa bát với em gái. Hoắc Yểu vừa bước chân ra khỏi bàn đã nghe thấy tiếng một tiếng giảng trong nhà bếp, liền chạy vào xem thử. Thấy anh Tư hơi ngáo về khoản sinh hoạt hàng ngày nên vụng về làm rơi vỡ bát, Hoắc Yểu liền nói việc này cứ để em làm cho, anh Tư ra ngoài nghỉ ngơi là được rồi. Một lát sau, Yểu Yểu mang một đĩa dâu tây ra cho anh trai tráng miệng. Hoắc Tường đối mặt với em gái giống như là đối mặt với cô giáo chủ nhiệm, liền nói rằng thuốc mà em gái đưa hồi sáng anh vẫn quên uống. Hoắc Yểu thở dài chạy vào lấy cho anh ly nước. Hoắc Tường vừa ngăn mãn lấy thuốc vừa có cảm giác bị giáo viên chủ nhiệm lườm thì một hơi uống ngực ngực. Anh Tư không hiểu vì sao chuyện tình trạng sức khỏe của mình luôn giấu kín, ngay cả anh cả cũng không rõ mà em gái lại biết được. Hoắc Hiểu lúc này chuyên tâm trả lời tin nhắn. Đồng đội trên mạng của cô nói rằng hiệp hội dược sư thật sự có người điều chế ra được vô du, nhưng vì thứ thuốc đó quá cao cấp nên không được đem ra ngoài, ngay cả người điều chế là ai cũng không rõ. Hôm sau, nhà trường công bố kết quả kỳ thi tri thức toàn quốc cấp thành phố, Hoắc Hiểu vẫn đứng ở hạng nhất với 150 điểm, còn Lục Hạ Trung Mâm với nhiều học sinh khác ở hạng 15. Thường Bánh Bánh chúc mừng Lục Hạ tiến vào cuộc thi toàn quốc với vẻ mặt không vui, cho rằng thành tích của Lục Hạ mãi chỉ có vậy, không thể so bì với Hoắc Hiểu. Lục Hạ cũng không ngờ đến chuyện cô ta lại thi ở hạng cuối toàn quốc, còn Hoắc Hiểu không hiểu dựa vào cái gì lại có thể được chọn điểm. Tan học, Hoắc Hiểu cùng cô bạn mông ảnh ra khỏi trường thì gặp được thanh niên đứng chặn đường cách đấu hôm nọ. Cậu ta chính là Dịch Liên Phàm của lớp Hỏa Tiễn, là hạng nhất toàn trường trước khi bị Hoắc Hiểu xoán ngôi. Hạng nhất năm cụ đứng chặn hạng nhất năm mới ngay trước cửa làm các học sinh xung quanh đều bàn tán xôn xao, cho rằng là sắp xảy ra một vụ ẩu đả tại trường. Hoắc Hiểu nói nếu bạn nam thích đánh nhau thì mình chiều, ai muốn đánh nhau với cô chứ, con gái con lứa gì mà trong đầu chỉ biết tới bạo lực thôi vậy. Dịch Liên Phàm căng thẳng đỏ mặt đưa cho Hoắc Hiểu một lá thư, nói cô gái suy nghĩ rồi cho mình đáp án. Mông Ảnh và các học sinh trong trường còn cho rằng là Dịch Liên Phàm muốn tỏ tình với học sinh chuyển trường mới tới. Mông Ảnh chạy tới hỏi nam sinh đã viết gì cho đại tỷ. Hoắc Hiểu liền xoa đầu đàn em cùng bàn rồi bỏ đi, làm Mông Ảnh tủi thân vì có cảm giác bị xúc phạm là đầu óc không được trong trắng. Khi này mọi người ở hiệp hội dược sư đang nghiên cứu về loại thuốc ngọc thanh hoàn của Hoắc Hiểu mà quản lý Đông Vũ của Hoắc Tường đem đến. Sư phụ Bùi lão sau khi thẩm định nhận tới đây là viên thuốc được đánh giá hạng S cộng trong hiệp hội dược sư, là một loại dược phẩm vô giá mà dược sư có thể điều chế ra rất ít, dược phẩm siêu cấp cao cấp mà người bình thường không bao giờ được tiếp xúc. Đông Vũ nói cho Bùi lão rằng bạn mình bị chấn thương dây thần kinh nên được em gái đưa cho thuốc này. Ngọc thanh hoàn ngoài áp chế độc tố còn có thể hồi phục dây thần kinh bị thương, có hiệu quả nhất đối với bệnh của Hoắc Tường. Lão sư phụ cho rằng người bạn của anh quản lý ngoài chấn thương dây thần kinh ra còn gặp phải những độc tố nguy hiểm cần được chữa trị bằng thuốc này, rất muốn gặp mặt người điều chế thuốc. Bùi lão cho rằng viên thuốc này không phải tới từ hiệp hội dược sư, bởi vì ngay cả dược sư cao cấp ở chỗ họ cũng không thể điều chế ra được viên thuốc cấp bậc cao như vậy, cho rằng nhất định trong nhân gian phải có rất nhiều cao thủ ẩn thế. Tối hôm ấy, Lục Hạ trở về nhà Lục gia, ông bà Lục trừng mắt thất vọng bởi vì con gái suýt chút nữa là đã không thể tiến vào kỳ thi toàn quốc. Không hiểu sao Lục Hà đã lấy được tài liệu ôn tập từ hiệp hội văn hóa mà vẫn để thua Hoắc Hiểu. Lục Hà liền khai rằng em trai tốt của mình đã niệm tình cũ lấy trộm tài liệu cho chị nuôi, vì vậy cho nên thành tích của cô ta mới sa sút như vậy. Lục Tử Minh bị chị gái khai tên đang ngồi bấm điện thoại cũng phải giật bắn người, liền tối bay chối biến rằng mình sẽ không làm chuyện ăn no rừng mỡ lấy trộm tài liệu của chị như vậy. Lục Hà liền đưa ra tờ biên lai bằng chứng Lục Tử Minh đã gửi đồ cho Hoắc Hiểu. Dù em không muốn nhận người chị này nhưng cũng phải nghĩ cho mặt mũi của ba mẹ và nhà họ Lục chứ. Ông Lục thấy thằng con khốn kiếp hành động như vậy thì vô cùng tức giận. Mày có biết tao vì lấy được cơ hội cho chị mày thì đã phải nhờ quan hệ biết bao nhiêu người không hả? Bây giờ đứng nhất từ dưới lên còn có mặt mũi gì nữa? Hôm sau, Dịch Liên Phàm đến lớp hỏi Hoắc Hiểu về đáp án của lá thư hôm nọ. Là đề thi vật lý trong cuộc thi Olympic quốc tế chỉ có thiên tài mới có thể giải ra. Dịch Liên Phàm không ngờ Hoắc Hiểu còn đưa ra lời giải hay hơn cả học sinh thiên tài thi Olympic quốc tế. Các học sinh xung quanh tưởng là hôm qua nam sinh gửi thư tỷ chứng kiến cũng không hiểu nổi thế giới của học thần. Dịch Liên Phàm thắc mắc vì sao thành tích của Hoắc Hiểu tốt như vậy mà lại chọn vào ban xã hội. Nhưng Hoắc Hiểu lại nói thành tích của mình tốt thì học ở ban nào cũng như nhau. Dịch Liên Phàm mang đề thi Olympic làm khó học sinh năm trước được Hoắc Hiểu giải ra cho cô giáo vật lý. Cô giáo nghe được là học sinh thi hạng nhất của năm giải đề này cũng vô cùng bất ngờ. Ngay cả cựu đệ nhất toàn trường Dịch Liên Phàm dùng hết một tuần cũng giải không ra, vậy mà Hoắc Hiểu lại chỉ cần dùng một đêm là đã giải xong, mà là mấy giây hay mấy phút trong đêm thì không ai biết. Đây là đề mà giáo sư vật lý của mấy trường nổi tiếng suy nghĩ mãi không ra. Cô chủ nhiệm cho rằng thiên tài vật lý như vậy tới ở lớp xã hội là phí của trời ban, liền lập tức gấp gáp bỏ đi gặp hiệu trưởng. Chủ nhiệm Vệ Minh Chiết cũng có mặt ở phòng hiệu trưởng, báo cáo cho ông chuyện Hoắc Hiểu bị người ta tố cáo vi phạm quy định cuộc thi cần phải điều tra lại, cho rằng chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ gây hại cho danh tiếng nhà trường. Hiệu trưởng ngán ngẩm cho rằng chủ nhiệm Vệ Minh Chiết ghen ăn tức ở, không tha cho Hoắc Hiểu dù cô nữ sinh đã thể hiện năng lực rành rành. Vệ Minh Chiết nói rằng em Hoắc nhất định có tài liệu trước khi thi, cho rằng đề thi năm nay tự nhiên chiếm phần hơn và độ khó cũng cao hơn. Nếu không có tài liệu ôn tập trước thì một học sinh ban xã hội không thể nào học giỏi hơn Dịch Liên Phàm. Giáo viên vật lý đưa cho thầy chủ nhiệm tờ giải đề vật lý của Hoắc Hiểu. Vừa nhìn tờ đề thi vật lý Olympic được giải đáp án xuất sắc hơn cả học sinh của các trường danh tiếng làm thầy chủ nhiệm vô cùng ngạc nhiên, còn cho rằng người giải đề là Dịch Liên Phàm.
Nhưng cô giáo vật lý lại nói người giải đề là Hoắc Hiểu làm vậy. Minh Chiết một lần nữa há hốc kinh ngạc. Thầy hiệu trưởng nói rằng ban đầu vốn dĩ đã định sắp xếp Hoắc Hiểu vào lớp hòa tiễn của vận Minh Chiết, nhưng bởi vì ông ta từ chối nên Hoắc Hiểu mới vào học ở ban xã hội. Sau đó còn ném sắc tờ tài liệu thi đấu mà chủ nhiệm vận Minh Chiết tố cáo Hoắc Hiểu gian lận lên bàn cho ông ta xem, nói rằng Hoắc Hiểu được người xếp đống đề ôn tập này tới nhà, lo rằng sẽ có người dùng mớ giấy giấc này để chỉ trích nên đã nộp cho hiệu trưởng. Nếu muốn điều tra thì cứ dùng đề ôn thi để đối chiếu thì sẽ rõ ràng. Khi này Hoắc Hiểu đang ngồi ngủ ngon lành trên bàn học, đàn em mông ảnh hất hải chạy vào báo tin cho chị Đại. Vậy chuyện đã có người tố cáo Hoắc Hiểu có được tài liệu trước khi thi nên mới gian lận được hạng nhất. Hoắc Hiểu nghe vậy thì thấp giọng tái mặt tức giận, lập tức đi tìm Lục Hạ tính sổ. Hoắc Hiểu bước vào lớp của Lục Hạ đứng ngay trước mặt cô ta, cho rằng Lục Hạ chính là kẻ đã gửi tài liệu tới rồi bôi nhọ mình ở trên mạng diễn đàn trường. Thường oánh oánh cho rằng Hoắc Hiểu đã vi phạm quy định thi đấu liền bóc phốt cô trên bài đăng diễn đàn trường. Lục Hạ là vì tài liệu cô ta lấy từ hội văn hóa về cũng không dám làm dùng beng, sợ rằng chuyện cô ta định gian lận bị lộ tẩy thì cô ta cũng sẽ tiêu đời. Hoắc Hiểu không quan trọng Lục Hạ có phải người đăng hay không, nhưng nói rằng Lục Hạ vì sự ngu dốt của cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá. Tôi vốn chỉ đem tài liệu cuộc thi mà nhà họ Lục cô gửi tới giao cho hiệu trưởng, vậy mà cô lại dám làm dùng beng như vậy, đúng là đồ ngu ngốc đáng thương. Thường oánh oánh vẫn cho rằng bạn của cô ta là người đúng, bản thân chỉ muốn thay cho Lục Hạ đăng bài chức giận. Lục Hạ cho rằng cô bạn này của cô ta đã đẩy phiền phức lên đầu mình thì tỏ ra tức giận khó chịu. Hôm sau Hoắc Hiểu được anh hàng xóm Mẫn Úc chở đến dinh thự của nhà họ Dịch nơi đầu bếp Dịch lão ở. Bởi vì Dịch lão nghiên cứu ra hai món mới nên muốn tìm Hiểu Hiểu thử đồ ăn. Cậu Mẫn cô Hoắc vừa đến cửa thì đã được nhân viên tiếp đón nhiệt tình, nói rằng Dịch lão đang ở trong nhà nấu cơm, mời hai người vào phòng uống trà trước. Mẫn Úc nghe nói Hoắc Hiểu chuẩn bị đi tới địa điểm thi cuộc thi toàn quốc ở kinh thành, nói rằng cũng nhân dịp tuần sau đến kinh thành sẽ dẫn cô gái đi dạo chơi. Còn Hoắc Hiểu thấy thầy Mẫn ân cần chu đáo như vậy cũng không nhịn nổi mà ngồi ngắm thầy. Khi này Dịch lão và sư phụ bán thuốc Bùi lão cùng lúc bước ra. Dịch lão giới thiệu cô gái có khả năng thiên bẩm về món ăn cho bạn già, mời mọi người cùng nhau nếm thử món ăn mới do mình tự tay chế biến. Hoắc Hiểu vừa ăn vào một miếng nhận định món ăn của Dịch lão cần phải thêm vào hai lực cừ hoặc bột chỉ xạ hương nghiền thành bột mới ngon được. Sư phụ Bùi lão thấy cô gái chỉ nếm một miếng là có thể nhận ra vấn đề tinh tế, lại còn am hiểu dược liệu rất thâm sâu, cho rằng trong nhà Hoắc Hiểu có trường bối là trung y, nhưng Hoắc Hiểu lại nói rằng mình chỉ tự mình xem qua y thuật rồi tự hiểu, làm ông lão vô cùng ngạc nhiên, cho rằng Hoắc Hiểu thật sự là thiên tài trong các thiên tài. Dịch lão vẫn tiếp tục dụ dỗ cô gái đi theo mình làm đệ tử học nấu ăn, còn Bùi lão thì lại muốn cô gái cùng mình đi bán thuốc trung y. Hoắc Hiểu thấy hai ông già to tiếng giành giật vì mình, liền nói rằng ngoài học hành thì mình không có hứng thú bán thuốc nấu cơm gì cả. Hôm sau tại sân trường, hiệu trưởng chỉ trích các học sinh thân là học sinh lại không lo học hành mà đi né xấu người khác, nhất định sẽ điều tra ra kẻ là ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường. Thường oánh oánh nghe nói hiệu trưởng muốn truy cứu người đăng bài nói xấu Hoắc Hiểu là cô ta thì vô cùng lo lắng, bởi vì do Lục Hạ cái mồm hại cái thân, nói với bạn rằng đứa con nuôi nhà cô ta đã ép cha cô ta tìm người lấy tài liệu để ăn gian, muốn lợi dụng Thường oánh oánh gây chuyện làm khó dễ cho Hoắc Hiểu. Thường oánh oánh vì tức thay cho bạn nên mới nhất thời hành động lỗ mãng, nhưng bây giờ mọi chuyện vỡ lở Lục Hạ liền không dám lại ẩn Thường oánh oánh để tránh bị liên lụy, đẩy hết mọi tội lỗi lên người cô ta. Lục Hạ liền nhắn tin cho ba về việc Hoắc Hiểu đã kiện người cô ta trước mặt hiệu trưởng, muốn ông Lục tìm cách để xóa đi vết nhơ trong học bạ của mình. Chuyện hôm qua chị Hoắc tới lớp hòa tiễn tìm Lục Hạ đã được mọi người bàn tán xôn xao trên diễn đàn trường, cộng đồng cùng nhau suy đoán về quan hệ của Hoắc Hiểu và Lục Hạ. Đàn anh cùng bàn nghe được chị Đại là đứa con bị bồng nhầm với Lục Hạ cũng vô cùng kinh ngạc. Lục Hạ đến phòng của hiệu trưởng và chủ nhiệm vệ Minh Chiết. Thường oánh oánh đã khai hết với bọn họ rằng Lục Hạ đã sai khiến cô ta đăng bài nói xấu Hoắc Hiểu. Lục Hạ bị bắt vẫn giả vờ ngây thơ nói dối như cuội, nói rằng Hoắc Hiểu đã nhờ ba cô ta tìm người lấy tài liệu ôn tập về, là do mình tự ý nói chuyện với Thường oánh oánh nên cô ta mới hành động lỗ mãng như vậy. Lục Hạ cúi đầu trước hiệu trưởng và chủ nhiệm nhận hết tất cả mọi tội lỗi, chịu trách nhiệm về việc đã ăn nói lung tung, hơn nữa còn gọi cho ba mình tới đây để giải thích mọi chuyện. Một lúc sau ông Lục cũng đến nơi, xin lỗi vì chuyện của con gái nuôi mình mà đã làm ầm ĩ tại trường. Bố nuôi Lục ra nói rằng thành tích học tập của Hoắc Hiểu rất kém, đều là nhờ quan hệ nâng đỡ của gia đình nên mới được vào trường cấp 3, là ông ta đã giúp Hoắc Hiểu gian lận trong cuộc thi tri thức toàn quốc lần này. Về Minh Chiết càng nghe càng thấy phụ huynh của Lục Hạ ăn nói quá đáng bôi nhọ con ghẻ. Hiệu trưởng nói rằng Hoắc Hiểu chính là do đích thân mình mời được vào trường, hơn nữa còn dắt ông Lục đi xem bài thi mấy năm qua của Hoắc Hiểu để chứng minh học lực của cô nữ sinh. Toàn bộ bài thi trong những năm qua của Hoắc Hiểu đều đạt điểm tuyệt đối, chắc chắn không cần một tập tài liệu rất rưởi để gian lận. Ông Lục nghe xong liền câm nín, không dám đùn đẩy trách nhiệm lên người của con gái nuôi. Khi này người của tổng bộ hiệp hội văn học gọi đến cho hiệu trưởng, là bạn của bố Lục được ông ta gọi tới để nói đỡ cho Lục Hạ. Hiệu trưởng nể tình không truy cứu chuyện để lộ tài lộ cuộc thi của họ Lục, nhưng quyết định hủy đi tư cách thi toàn quốc của Lục Hạ. Bố Lục nghe vậy thì hốt hoảng không nói nên lời, cho rằng bây giờ Lục Hạ là tiểu hoa lưu lượng mới của giới giải trí, nếu gặp phải vết nhơ này thì sẽ không thể rửa sạch. Lục Hạ liền lên tiếng chấp nhận hình phạt, không muốn để kết quả trở nên tồi tệ hơn. Bố Lục cùng con gái ra về tràn đầy bực bội thất vọng. Ông ta không ngờ con gái lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại không nói gì với ông ta về thành tích của Hoắc Hiểu. Lục Hạ cho rằng mình chỉ là có giá trị lợi dụng với nhà họ Lục, nghĩ đến tương lai không thể đánh mất vị trí này. Sau chuyện dùm beng vừa rồi, hiệu trưởng đã gửi lời xin lỗi Hoắc Hiểu. Khi này anh hàng xóm Mẫn Úc cũng đến trường Nhất Trung gặp hiệu trưởng, bàn về việc chuẩn bị triển lãm văn vật của nhà họ Mẫn tại kinh đô vào tuần sau. Tan học, Hoắc Hiểu vừa ra tới cổng trường thì anh Tư Hoắc Tường đeo khẩu trang đội mũ cải trang tới đón. Bởi vì là nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều người hâm mộ nên Hoắc Tường mới phải cải trang đi đón em gái để không bị chú ý. Cô bạn mông ảnh thấy anh Tư của đại tỷ phong cách ăn mặc kỳ lạ che kín mặt cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng Hoắc Tường tháo khẩu trang ra lại là một anh chàng đẹp trai, làm đàn em cùng bàn Hoắc Hiểu cũng phải mê mẩn đỏ mặt, cảm thấy anh của đại tỷ rất quen thuộc giống như là đã từng gặp ở đâu đó.
Hoắc Tường vừa lái xe chở em gái vừa nhìn vào tờ giấy hợp đồng tham gia chương trình Cuộc Sống Điền Viên với Người Nhà đã được đạo diễn tài năng Khuất Hệ lên kế hoạch gì cho. Tiết mục lần này chỉ định nghệ sĩ phải dẫn thêm một người thân trong nhà làm cộng sự. Hoắc Tường ngỏ ý định nhờ em gái giúp nhưng cũng đành thôi. Khi này anh cả Hoắc Diễn Hy gọi điện cho Hoắc Tường, nói rằng bây giờ anh ta đã ở chỗ của lão tứ. Hoắc Yểu được anh Tư chở theo đến tận nhà gặp anh cả. Sau vụ việc Lục Hạ âm mưu hãm hại Hoắc Yểu, Hoắc Diễn Hy cũng không dám đối mặt với em gái, cho rằng Hoắc Yểu trong lòng bây giờ rất giận mình. Hoắc Diễn Hy hỏi em trai có phải đang nhận một show tạp kỹ phát sóng trực tiếp không. Hoắc Tường nghe vậy cho rằng là Lục Hạ đã bảo với anh hai đi hỏi mình để cô ta có thể tham gia tiết mục lần này, liền nói rằng tiết mục lần này phải dẫn theo người thân, Lục Hạ không phải em gái ruột của mình nên không thích hợp để tham gia. Hoắc Tường cho rằng Lục Hạ chỉ là giả tình anh em để lấy lòng, biết ba mẹ ruột có tiền liền không hề do dự đi luôn. Anh cả không nói đỡ tiếng nào cho Lục Hạ mà lập tức đồng ý với em trai. Nghe được chuyện Hoắc Yểu tham gia vào cuộc thi toàn quốc liên tục giành hạng nhất làm Hoắc Diễn Hy càng thêm xấu hổ khó xử, bởi vì lúc trước khinh thường em gái thành tích cá biệt mà đưa đòi tham gia cuộc thi, không ngờ Hoắc Yểu lại học giỏi như vậy. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng, vì không muốn quấy rầy các em nên anh cả viện cớ có chuyện ở công ty mà bỏ đi làm việc. Hoắc Tường mới đến cũng không biết giữa em gái và anh cả đã xảy ra mâu thuẫn gì mà cả hai lại không muốn chạm mặt nhau như vậy. Hoắc Yểu biết anh Tư muốn mình tham gia chung show tập kỹ kia nên mới viện cớ cần giúp đỡ liền nhận lời đồng ý. Anh Tư nghe vậy thì bày bộ mặt cún con háo hức mong chờ, nói rằng đợi khi nào quyết định thời gian ghi hình rồi sẽ thông báo với em gái. Nói Hoắc Yểu đứng đợi để anh ra gara lấy xe chở em gái đi ăn. Khi này có một thanh niên chụp lén Hoắc Yểu đi chung với anh trai, cho rằng là đã bắt được cảnh nóng nổi trưởng của nhóm nhạc nam phi phàm đang hẹn hò bí mật tại chung cư với bạn ái, chắc chắn lần này sẽ phát tài. Khi này Hoắc Yểu bước tới chỗ thanh niên chụp lén, giật lấy mấy ảnh trong tay của anh ta. Ai cho anh tùy tiện chụp lén con gái hả? Hoắc Yểu liền túng tay massage tẩm quất cho thanh niên chụp ảnh một trận. 5 phút sau Yểu Yểu mới bước ra chỗ xe của anh Tư, nói rằng em vừa đi qua nượng một con chó rất nguy hiểm. Hoắc Yểu cùng anh Tư trở về nhà họ Hoắc thì anh hai đã đứng chờ với vẻ mặt nghiêm nghị. Hoắc Yểu và Hoắc Tường thấy ngữ điệu của anh trai còn cho rằng bọn họ đã đi khuya về muộn, nhưng nhìn qua đồng hồ thì còn chưa tới 8 giờ tối. Anh hai còn phàn nàn đợi các em nửa ngày xong bệnh vai của anh lại tái phát. Nghe nói tài nghệ massage của em gái rất tốt nên muốn Hoắc Yểu xoa bóp vai cho anh. Vai nhức mỏi hả? Muốn xoa bóp phải không? Hoắc Yểu vừa bước tới bóp một cái rắc vào vai anh hai rồi bỏ đi. Nói anh hai lần sau còn đau thì kêu em tới bóp tiếp. Anh hai Hoắc Bình dậy thấy vậy thì hối hận hứa rằng tức này sẽ không còn than đau nữa. Còn anh Tư thì hỏi anh hai giữa anh cả và em gái có mâu thuẫn gì mà hai người lại căng thẳng như vậy. Hoắc Đình dậy nói em trai sau này gặp mặt anh cả thì cố gắng tránh mặt em gái, không để cho Hoắc Yểu thất vọng với người trong nhà. Hoắc Yểu lên phòng lấy ra một bộ châm cứu, định tìm cơ hội thích hợp để ra tay cứu người. Hôm sau Hoắc Yểu lại tới bệnh viện thăm ba của Mông Ảnh bị tai nạn. Mẹ Mông Ảnh cảm ơn vì bạn cùng bàn của con gái đã quan tâm giúp đỡ, sau đó liền đi đón em trai của Mông Ảnh sắp tan học. Hoắc Yểu nhìn ba bạn trên giường bệnh cũng trầm tư, không biết phải làm sao để qua mặt đàn em Mông Ảnh để châm cứu cho ba của cô gái. Khi này Mông Ảnh nhận được cuộc điện thoại từ nhà em họ, lập tức xuống lầu để đón bọn họ. Hoắc Yểu nhân cơ hội trong phòng không có ai, liền lấy ra bộ châm cứu hành động trong thời gian cấp bách. Mông Ảnh dẫn theo chú Thím và em gái đến phòng bệnh của ba. Vừa tới nơi thì Hoắc Yểu đã châm cứu xong và bước ra ngoài, nói rằng anh mình đã hối nên xin phép về nhà trước. Sau đó còn nhét vào tay của Mông Ảnh một lọ thuốc quý, nói rằng nếu ba của đàn em tỉnh lại thì mỗi ngày cho uống một viên thuốc hẹn tuần sau họp lại. Anh Tư ở nhà ngày nào cũng được em gái ma bánh dâu đến thì vô cùng khó hiểu. Nghe nói Hoắc Yểu có sở thích bật nhạc, Hoắc Tường lại mở bài hát của mình lên để âm lượng lớn nhất cho em gái nghe. Hoắc Yểu miễn cưỡng không nghe còn nói anh bật nhỏ tí lại. Thấy em gái nghiêm túc nhắn tin với người lạ ngay trước mặt làm anh Tư cảm thấy khó chịu. Nhìn qua mới biết là Hoắc Yểu đang trao đổi kiến thức với một lão y chung. Anh trai vừa xem vừa khó hiểu lại bắt đầu buồn ngủ. Sau khi Hoắc Yểu rời khỏi phòng bệnh và đưa cho Mông Ảnh một lọ thuốc, cha của Mông Ảnh đã tỉnh lại và tình trạng chuyển biến tốt mà bác sĩ không cần phải đụng chạm. Mông Ảnh cho rằng là chị Đại đã biết trước là ba mình sẽ tỉnh lại. Khi nhắn tin lại nhận được câu trả lời từ Hoắc Yểu rằng thuốc của chị đưa cho là lấy từ một lão trung y có tiếng. Mông Ảnh liền nước tới chỗ em họ, nói em thời gian không còn sớm, không cần ở lại bầu bạn với chị nữa, chỉ còn một đống đề thi cần phải làm. Thấy em họ đang nghe nhạc của một thần tượng ca nhạc nổi tiếng, Mông Ảnh nhìn qua lại thấy thần tượng này rất giống anh trai của Hoắc Yểu, liền nhắn tin xin đại tỷ tấm hình của anh trai. Hoắc Yểu cho rằng anh mình là ca sĩ nghiệp dư phong trào, chưa kịp để cho anh Tư tạo dáng đã chụp ảnh lúc anh đang cắn dở miếng dâu gửi cho Mông Ảnh. Mông Ảnh sau khi nhìn hình nhận ra anh trai của Hoắc Yểu chính là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay mà kích động đánh chữ. Hoắc Yểu không ngờ anh mình lại là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay, do anh lấy nghệ danh nên cô tìm tên thật Hoắc Tường thì lại không có tin tức gì. Hoắc Tường thấy em gái tìm kiếm tin tức về mình còn cho rằng Hoắc Yểu lần này sẽ biết anh rất lợi hại mà tạo dáng ngầu lòi. Nhưng mặc cho anh có là ca sĩ đáng giá bao nhiêu thì Hoắc Yểu vẫn không chút ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ.